Đó thì để bẫy được cái kiểu như video vừa quảng cáo cho anh em á, thì anh em sẽ cần những cái thành phần như sau. Thứ nhất là nếu anh em muốn nhanh gọn lẹ thì anh em có thể mua thêm con mồi giả như thế này. Đó, con mồi giả như thế này, con này là con quắc thật nha anh em, bơm silicon vô trong bụng. Đó thì có con mồi thì nó sẽ nhanh nhanh đến hơn. Đó. Thứ hai là cái bộ thòng dây như thế này, anh em thấy bộ thòng dây dài 2 mét. Đó như thế này. Đó. Bộ thòng dây này thì nó rất là gọn nhẹ nha anh em. Nó rất là gọn nhẹ. Nó khi cuốn lại thì nó chỉ nhỏ ba lớn vậy thôi. Anh em có thể bỏ vô ba lô, bỏ vô túi quần gì đó. Rất là dễ dàng để vận chuyển đi, rất là nhẹ luôn. Đó thì khi căng thì chúng ta chỉ cần có thể là lợi dụng những cái thế như cây rừng có thể như thế này. Đó hoặc là một cái nhánh cây khô như thế này. Đó thì chúng ta đã giăng lên thì nó sẽ tạo ra những cái vòng tròn như thế này anh em ha. Đó, những cái vòng tròn như thế này, 20 vòng tròn dài bề ngang khoảng 2 mét, 20 vòng tròn liền kề. Đó, con quắc đi ngang thì nó sẽ máng cái đầu vào như thế này nha anh em ha. Đó, nó máng cái đầu vào và nó siết lại. Đấy, đây là gọi là thòng dây nha anh em, sản phẩm này gọi là thòng dây. Đó. Thì anh em nào mua thì có thể mua cho mình. Đó, thòng dây. Đó. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn thêm lo. Lo điều khiển từ xa, nó nhiều mẫu lắm. À, thì anh em có thể tham khảo cái sản phẩm. Ở ngoài ra thì cái thòng dây này anh em có thể sử dụng chung để đánh bìm bịp nữa nha anh em, có thể sử dụng chung để đánh bìm bịp nữa. À, nếu mà bìm bịp thì chúng ta sẽ găng cái thòng dây này ở cái khoảng cách mặt đất thấp hơn. Còn quắc thì cái khoảng cách từ mặt đất lên cái dây giường nó khoảng tầm là một gang tay ha. Khoảng tầm là một gang tay, còn bìm bịp thì cái dây cao nhất này của nó là phải thấp hơn một gang tay. À, làm sao mà cho con bìm bịp cái đầu nó vừa với cái lỗ ha. Rồi ok. Đó thì đây gọi là sản phẩm gọi là thòng dây nha anh em. Anh em nào mua thì cứ báo. Đó. Đó. Rất chi là gọn nhẹ và giá cả nó rất khá, chi là phải chăng, và giao đi toàn quốc cho tất cả các anh em nha. Đó.